Làm sao hai đứa mở gào ra, trái tim rung động, cô Tư xin hai đứa bấm nút. Đó là như vậy. Thấy thương không? Thương quá. Nếu như hai đứa tiến gần nhau nữa, tìm hiểu sau nữa thì cô Tư xin cuối năm nay cưới luôn. Gia đình lâu lắm rồi. Chuẩn bị sắp xếp đàng hoàng hết, không thiếu gì, nhưng chỉ còn thiếu cô dâu mà thôi. Đó, cô Tư nói rồi, nếu như ấy là cô Tư cho cái nhà luôn. Trời ơi. Cô Tư thiệt là ngon rồi nha. Toàn, cô Tư nói nè, rất là xinh, rất là thông minh. Cô Tư nói vậy nha. Vậy ok. À. Rồi. Xin mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Mời em trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia, dạ chào đàn trai, dạ chào quý vị khán giả trường quay. Dạ em tên là Hoàng Thị Hồng, em sinh năm 1995, hiện tại em đang là giáo viên cấp 2 dạy môn ngữ văn. Em sống ở Đồng Nai nhưng mà em làm việc ở bên Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Rồi em trai. Dạ em xin chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và tất cả quý khán giả đang có mặt ở trường quay cũng như khán giả đang theo dõi trên sóng truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên họ đầy đủ là Ngô Minh Toàn, hiện đang công tác ở công ty Map Pacific Singapore. Em làm gì đó Toàn? Dạ em làm nhân viên kinh doanh. Rồi em ở đâu? Hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trời, hai đứa nó ở gần ghê á. Không sao, có nhiều người ta yêu nửa dòng trái đất ta vẫn cưới nhau mà. Vấn đề là nếu mà tình yêu đủ lớn thì cả hai nhập về một mối ha. Mối chỗ nào tốt nhất thì về chỗ đó. Dạ. Thôi bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là sao nè? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Em thì biết nấu ăn các món ở trong bữa cơm thường ngày. Còn hạn chế của em là đầu tiên là em hay thức khuya, thứ hai là em hơi sợ mập hay là làm biếng ăn cơm. Nhưng mà em chỉ thích mấy cái đồ ăn vặt như là bánh tráng này kia thôi, nghĩa là không ăn cơm mà ăn mấy kia thôi ạ. Em ơi. Dạ. Bánh tráng đó mới là mình mập đó em. Dạ không, em chỉ ăn bánh tráng thôi, không ăn cơm vậy. Nghĩa là em chỉ ăn mấy cái bánh tráng thôi xong rồi. Bánh tráng cũng từ bột gạo đó em, cũng nó cũng mập lắm nghe. Và bánh tráng chưa kể hành phi nè, rồi bơ nè, rồi tóp mỡ, mỡ hành nè. Trời ơi, mấy cái đó mập dữ lắm em ơi. Đừng có nói mập. Tôi cấm nói chữ mập, ảnh hưởng nhiều người. Tôi đang cảnh báo thôi. Người ta dùng từ múp míp cho nó dễ thương. Còn bên đây sao, ưu điểm khuyết điểm sao? Dạ, ưu điểm của Toàn là nhiệt tình, cũng vui vẻ, hòa đồng giống như bạn gái bên đó. Biết quan tâm, tôn trọng mọi người xung quanh và biết quan tâm gia đình nhiều. Được, vậy là tốt rồi. Có khuyết điểm gì không Toàn? Khuyết điểm của em thì sống thì cũng hơi khá nội tâm xíu. Nội tâm là sao? Tức là những cái gì mình suy nghĩ, mình cảm giác là không giải quyết được thì mình không có nói ra. Ngồi khóc. Tự buồn mình vậy. Có khóc không? Thì có. Trời ơi. Tôi nhìn tôi biết là vậy thôi chứ yếu đuối lắm. Khóc những cái lúc mà mình cảm giác là chỉ có một mình. Hay khóc một mình đó. Thì tôi coi nhà gái coi sao. Trời, cô giáo dễ thương quá. Dạ. Cô giáo mấy mối tình rồi? Dạ chưa luôn ạ. Trời, người dễ thương gì mà thằng ông đâu cũng lẽ ông mấy ông bịt mắt lại hết rồi phải không? Sao thế hệ trẻ bây giờ sống phí quá vậy? Sao hay là cô giáo khép nép quá, không có mở lòng mình, không muốn yêu ai? Dạ không mà, chỉ là ví dụ như lúc hồi đi học đó chú, là con có cũng cảm nắng cái bạn kia thôi. Xong cái nghĩ là chắc là còn nhỏ đi học nên là hai bạn là cũng chỉ nhắn tin chơi rồi sau đó là thôi, là con cũng lên học trên thành phố rồi thôi. Thì sau đó đến sau này á, lúc đi làm rồi là con cũng có thích một cái bạn kia, là cũng thỉnh thoảng là cũng có nhắn tin qua lại, nhưng mà cái anh nó kiểu dạng như là thích con và dự phòng. Ôi, cô giáo dễ thương nào bỏ qua thì một cô gái như thế này, nào bỏ qua cô giáo gì được hết trơn. Bên đây đường tình duyên sao vậy Toàn? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất á là thời sinh viên của em. Nhà thời sinh viên thì lúc cô đó luyện thi chung nhà trọ một thời gian, quen tầm được 6 tháng. Còn mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai á là kéo dài khoảng 2 năm ngoài. Dài lắm mà sao chia tay? Là lý do là xa mặt, bởi vì hiện tại em mới ngộ nhận ra được một điều, đó là
sa mạc cách lòng nó dễ dẫn đến tan vỡ trong cái vấn đề tình cảm cũng như là trong vấn đề hôn nhân. Bây giờ xa xa nhưng ngày nào cũng nhìn qua điện thoại hết ha. Em thông báo cái mẫu người lý tưởng của em mong muốn thế nào, có giống cô giáo bên kia không? À, mẫu người lý tưởng của em thì cũng đơn giản lắm, giống như tính cách của cô giáo bên kia, đó là vui vẻ hòa đồng, rồi cũng biết quan tâm và tôn trọng mọi người xung quanh. Ừ, bóp bây giờ muốn móp cái đầu con ấy luôn rồi. Ngồi lúc mà anh kia dễ thương lắm. Dạ. Hiền lành, vui tính. Thấy không? Dạ. À, có món quà cũng thú vị nhưng bị móp cái đầu chút thôi. Dạ. Mình mong muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? À, dạ, đầu tiên con là con thích là tính cách là vui vẻ, hòa đồng. Nó vui. Có một chút xíu hài hước. Anh bên kia có? Dạ, là biết lắng nghe. Dạ. Hiếu thảo, quan tâm tới gia đình hai bên. Hồi nãy anh yêu cầu như vậy thì chắc chắn anh sẽ là người như vậy. Không hút thuốc ạ. Không ta trưởng. Đợi hỏi, con hút thuốc không? Chắc không hút đâu. Dạ không. Có gia trưởng không? Dạ không. Rồi. Tính về gia trưởng gì nói. Tính nó dễ thương lắm. Dạ. Tính nó giống như Doraemon vậy đó. Dạ. Không, con cũng thích coi hoạt hình lắm. Ủa vậy đó hả? Một hồi con sẽ được coi. Dạ. Có con cổ Doraemon bị móp cái đầu chút xíu thôi. Cô giáo đi với ai vậy? Dạ con đi với lại các chị trong trường và thầy ạ. À, thầy cứ ngồi. Thầy cứ ngồi đi thầy. Dạ, xin phép chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào gia đình bên nhà trai. Về Hồng á, rất là nhiệt tình, rất là hiền lành, đặc biệt là nghiêm túc, rồi rất có cái lòng thương người. Còn về bạn trai bên này á, thì bạn cũng có công việc ổn định, cũng có những cái quan điểm khá là tương đồng với bạn Hồng. Và một lát nữa hai bạn tiếp xúc với nhau, nếu mà có cái cảm xúc rung động thì tôi nghĩ hai bạn nên cho nhau cơ hội. Cảm ơn thầy. Toàn đi với ai Toàn? Dạ em đi với cô Tư, chú Bảy, đồng nghiệp và cô bạn của cô Tư. Hùng hậu quá. Cô Tư, dạ. Chú Bảy, dì Tám nè ha. Dạ cô Tư đó ạ. Bạn hai đây kia. Cô Tư đây dạ. Chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Cô Tư khỏe không? Khỏe. Hôm nay cô Tư đến đây thì cháu Toàn cũng ế dữ lắm lâu rồi, nhưng mà hối hoài. Toàn là công tác ở bên Vũng Tàu. À. Cô Tư cũng có chồng ở Vũng Tàu. Trời ơi vậy ngon rồi. Thì cô Tư nói với con nè. Dạ. Hai đứa lên tới đây thì có duyên rồi, mà thêm một cái nợ nữa thì cô Tư mong làm sao hai đứa mở gào ra, trái tim rung động, cô Tư xin hai đứa bấm nút. Đó là như vậy. Thấy thương không? Thương quá. Nếu như hai đứa tiến gần nhau nữa, tìm hiểu sâu nữa thì cô Tư xin cuối năm nay cưới luôn. Gia đình ngon lắm rồi. Ngon luôn. Chuẩn bị sắp xếp đàng hoàng hết, không thiếu gì, nhưng chỉ còn thiếu cô dâu mà thôi. Đó, cô Tư nói rồi, nếu như ấy là cô Tư cho cái nhà luôn. Trời đất ơi. Cô Tư thiệt là ngon rồi nha. Toàn, cô Tư nói nè, rất là xinh, rất là thông minh. Cô Tư nói vậy nha. Thì ok, nha. Rồi. Cảm ơn cô Tư. Vậy là ngon rồi đó nha, cô giáo là có thêm cái tinh thần động lực rồi đó. Vấn đề là mình rung động là mình bấm luôn. Nào. Mở nào. Tiến tới mạnh dạn lên nào. Toàn. Anh chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà tặng em để làm quen trong ngày hôm nay của chương trình. Bạn muốn hẹn hò. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Món quà này thì thật sự là cũng có một cái ý nghĩa đối với anh. Còn Doraemon thì nick Facebook của anh là Doraemon. Dạ. Doraemon thì cũng gần giống như anh hả? Dạ. Cũng tròn tròn nhưng mà nó sẽ bên cạnh em từ giấc ngủ. Và trong đó thì có thêm một con Doraemon này nữa. Con Doraemon này thì khi mà em đi di chuyển đi dạy. Dạ. Thì nó sẽ trên em mọi nẻo đường. Dạ. Anh muốn em nghĩ là anh lúc nào cũng ở bên cạnh em hết. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ. Đây chị cầm cho. Có Doraemon thứ ba để đứng đó. Dạ đến với chương trình ngày hôm nay em cũng có một món quà tặng anh à. Dạ. Anh gục quá không biết anh mở được không. Tặng Nobita nữa. Suka.
Dạ, cái đó là mặt nạ. Để có gì có thời gian là mình cùng đắp mặt nạ dưỡng da. Để sau này không thì mình cùng dưỡng da. Rồi, hai đứa về vị trí ngồi đi nào. Hai đứa là mấy chục năm mới gặp nhau đó. Coi cảm nhận sao nè. Anh thì cũng ba mươi mấy năm nay mới được gặp em. Dạ. Trái tim thì hiện giờ nó không biết nó đang nằm đâu nữa. Dạ, không biết nó chạy đâu nữa. Nhưng mà những cái quan điểm của anh bày tỏ nãy giờ thì anh cảm giác là em là cái người mà khá là phù hợp với những cái suy nghĩ của anh hiện tại. Dạ. Em thì bình thường em đi làm chạy xe đến 20 cây. Dạ. Rồi dạy như vậy là giờ hành chính, rồi cuối tuần được nghỉ. Cũng không hẳn là cuối tuần nghỉ anh, chứ là trong tuần là sẽ có những ngày em được nghỉ. Ví dụ như là em dạy thứ hai, thứ tư, thứ sáu, em sẽ được nghỉ thứ ba với thứ năm. Vậy đó. Ba, thứ năm. Dạ. Em dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 2 ạ. Dạy cấp 2. Thì sao mà tình cờ nó nói là sự. Cái này có thể là bộ phận ekip chương trình đưa anh vào đúng vào cái đối tượng của anh đang tìm hiểu. Anh đang muốn tìm người đó. Trời ơi, tìm hiểu hai, ghép hai cái hồ sơ hai bạn là lâu lắm á. Tao thức ròng rã 9 ngày 10 đêm đó. Tao lọc ra cả ngàn hồ sơ. Dạ. Mới ra hồ sơ các bạn đó. Giờ mình nói chút xíu về quan điểm hôn nhân giữa hai bạn đi. Dạ, thí dụ như hồi nãy anh nói là thí dụ mà sau này chúng ta có tiếng xa hơn nữa. Em thì em nghĩ là em chắc là em sẽ ở Đồng Nai, tại vì em khá là thương gia đình, là em cũng muốn ở gần ba mẹ em. Có gì là ví dụ là cuối tuần em hay về nhà chơi vậy đó, anh có thể là lên chỗ Đồng Nai làm được hay không ạ? Cái này thì hồi nãy anh cũng có chia sẻ rồi. Dạ. Là nếu tùy theo điều kiện công việc của mỗi người. Dạ. Thì cái duyên nó đã đến, nhưng mà chỉ còn cái nợ nữa thôi. Đó là quyền của hai đứa sẽ coi cái sự đồng cảm nó có thật là thấm thiết hay không. Dạ. Thì cái chuyện mà anh di chuyển xa nhà cũng không đến, không có vấn đề. Nói chung là công ty Đồng Nai mà. Dạ dạ, công ty thì ở khu công nghiệp Amata. Thật ra hai bạn đủ suy nghĩ để có thể quyết định. Đúng rồi. Khi mà tình yêu đủ lớn ở đâu cũng được hết. Quan trọng các bạn có yêu nhau hay không thôi. Nào, yêu nhau không hay đứng lên. Nãy giờ chúng ta nói chuyện rất nhiều. Bây giờ chúng ta cầm tay nhau để xem cái tình yêu nó có truyền cảm giác cho các bạn hay không. Nãy giờ qua cuộc nói chuyện đó với nghe người thân nói thì các bạn cảm nhận về nhau thế nào? Bạn trai nói trước đi, cảm nhận về cô gái thế nào? Học trời bạn ơi, còn gì đâu mà nói. Cô gái. Dạ, hiện tại thì em thấy ảnh đang hơi rung mà. Nóng tay em rất là rung luôn. Thì dĩ nhiên nó rung nó mới hung đó. Hung cho bớt rung. Dạ, em thấy ảnh rất là dễ thương. Dạ, cũng phù hợp với tính cách của em. Dạ. Em có thể hát một bài đó tặng cho bạn gái. Cứ nắm tay thấy đừng buông nha. Để gửi tặng bạn gái lần đầu tiên gặp nhau trên chương trình này. Dạ. Thì em xin gửi tặng một đoạn trong ca khúc Và Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn cứ đêm dài, để mình ta với con tim khô càng xa băng. Như đó được rồi các bạn. Chúng ta đã cùng trao đổi với nhau thời gian khá dài rồi. Và bây giờ hãy lắng lòng mình lại để kiểm tra xem đây có phải người mà cùng mình nắm tay đi hay không. Nếu phải, đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn không phải, chúng ta không nên bấm. Đừng làm mất thời gian của đối phương. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau. Yeah, cô Tư ơi, còn có người yêu rồi. Dễ thương quá à. Bây giờ nụ hôn đầu tiên. Anh xin phép cho anh hôn em một cái. Dạ. Hết Phi Đà.
khi OE tinh thần thép. Hồi đó giờ chưa có nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ. Vậy em thấy người ta hôn em có rạo được không? Em coi phim Hàn Quốc em thấy hôn nhau là có cảm xúc đó. Còn cảm giác. Dạ. Giới tính rõ ràng. Đúng. Em mong muốn là bạn gái ngọt ngào như ca sĩ Cẩm Ly ha, dịu dàng như ca sĩ Tô My và hiểu chuyện như ca sĩ Mỹ Tâm. Trời đất ơi, đâu mà ra con người tới. Không, đó là người tình lý tưởng. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời bạn nam. Giới thiệu về mình đi. Chào MC Quyền Linh, chào chị Lan, chào quý vị khán giả, chào đàn gái và chào bạn gái bên cạnh. Em tên là Vũ Văn Tự, em đến từ Gia Lai. Em là lập trình viên. Công việc hiện tại của em là công việc remote full time. Remote full time là gì Tự? Dạ, là lập trình viên tại nhà. Tức là mình làm công việc tại nhà thôi. Dạ. Hiện nay mình làm ở đâu? Em làm ở Gia Lai luôn. Gia Lai luôn? Dạ. Nghĩa là từ Gia Lai mình xuống thành phố Hồ Chí Minh này để tham gia chương trình hả? Dạ dạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn Nam và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện tại em là giáo viên piano tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em sống ở đâu? Dạ gốc của em là ở Hà Tĩnh. Rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Tụ? Ưu điểm của em là người vui vẻ hòa đồng. Em là người hướng ngoại, thích nói chuyện. Em có tài lẻ một chút, đó là em có thể chơi các loại nhạc cụ sáo như là sáo bầu, sáo ngang, sáo ba gu và sáo điện tử. Khi đến chương trình thì em cũng có tập một tiết mục thì em góp vui luôn. Làm luôn. Bên nhà gái nghe thổi sáo nha. Sáo này sáo điện. Được rồi em ơi. Mới gặp người yêu thổi bài đứt ruột. Em còn tài lẻ gì nữa không Tự? Em còn làm thơ nữa. Làm thơ nữa? Dạ, em có mang một tập thơ cho em viết, bao gồm 6 bài thơ. Đọc hương đoạn nha. Cánh phượng hồng khép lại, thời mộng mơ ngây dại tuổi học trò. Mối tình đầu chỉ là đôi cánh nhỏ, giờ nằm lặng yên trong trang giấy mộng mơ. Những cánh bướm của loài hoa màu đỏ không còn tươi thắm lại bao giờ. Đó là mở đầu ạ. Rồi. Nói chung bạn trai đây cũng có nhiều nhiều tài lẻ ha. Điểm mà em chưa thấy được của em là điểm gì? Về nhược điểm của em thì em là người ăn chay trường. Và cách đây là 3 năm rồi. Do đó nếu mà bạn gái chấp nhận em thì trong việc nấu nướng nó chi ly hơn một chút. Ví dụ như là hôm đó có món thịt luộc chẳng hạn thì phải có 2 chén nước mắm. Cái việc mà nấu đồ chay thì em biết nấu. Nhưng mà em lại không nấu được đồ mặn là em không nêm nếm được. Và thứ hai là em thì cũng hơi không có bụng sáu múi. Là cũng hơi bụng hơi nhiều mỡ xíu. Đừng nói, chuyện đó giấu đi. Giống như anh thôi, đừng nói. Bây giờ bên đây vậy, còn bên nhà gái sao nè? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là có lẽ là chơi piano khá hay và hát thì khá hay. Rồi, piano kết hợp với sáo bầu vô ha, hòa quyện vô cũng hay lắm. Em điểm yếu của mình là gì? Đúng rồi. Điểm yếu của em có lẽ là em không rành đường xá. Em rất hay bị quên á. Em đi em bị lạc đường hoài. Hồi nãy là có bị lạc đường không? Dạ, tại vì em biết là đó là điểm yếu của em cho nên em bắt đáp đi. Bây giờ hỏi tình duyên rồi coi. Sao em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai ạ. Mỗi mối dài không? Mối tình đầu tiên là 4 năm. Dạ. Còn mối tình thứ hai là 1 năm. Sao mà mối tình 4 năm chia tay vậy? Tại vì bạn đó đi du học cho nên là tụi em chia tay. Còn mối 1 năm có đi du học không? Dạ không ạ. Thực ra là bạn đó thì là một người sống khá trầm tính ấy, không ít nói. Còn em thì là thuộc loại người kiểu người là
nó hoạt ngôn, kể em thích chia sẻ cái những gì trong lòng em nghĩ ra ấy. Nhưng mà hai bạn quen nhau nhưng mà kiểu ý là ít chia sẻ với nhau á, cho nên dẫn tới là không hiểu nhau lắm. Tức là hai tính cách khác nhau, dạ, là không hiểu nhau đó. Bây giờ em có mấy mối tình rồi? Dạ thì do đặc thù của ngành IT thì cũng ít bạn gái, do đó là hồi lớp 12 thì em cũng có quen bạn kia, nhưng mà do mối tình đầu thì nó cũng không có gì sâu sắc, chưa nắm tay luôn. Gần đây thì cũng có người quen giới thiệu thì em cũng có nhắn tin qua lại với một bạn thôi, nhưng mà cách đây 2 tháng rồi thì bạn không chấp nhận yêu xa, cho nên là bọn em chưa là người yêu luôn. Cũng chưa nắm tay luôn? Dạ chưa gặp mặt luôn. Ở đó giờ chưa có nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ. Vậy em thấy người ta hôn em có rạo rực không? Dạ. Em coi phim Hàn Quốc em thấy hôn nhau là có cảm xúc rồi. Còn cảm giác. Dạ. Giới tính rõ ràng. Đúng. Sao em? Em thích bạn trai như thế nào? Bên kia là không có kinh nghiệm yêu đương gì luôn. Nói thẳng luôn là nhà trai tôi còn zin đó. Cái mong muốn em có cái người bạn trai như thế nào? À, thật ra là em chỉ cần người đó chín chắn một chút, hiểu chuyện một chút ạ. Tại vì thật ra em tính em cũng còn khá là trẻ con á. Dạ, với cả biết ướt nữa. Nhưng là em cần cái một người có thể bảo bọc mà ấy là có thể cảm thông cho em được nhiều hơn ạ. Được không em? Mít ướt rồi đó. Dạ, bảo bọc được không? Cảm thông được không? Dạ được anh. Đó là ý kiến bên nhà gái, còn nhà trai sao? Em thì về ngoại hình thì ưa nhìn, còn về tính cách thì em mong muốn là bạn gái ngọt ngào như ca sĩ Cẩm Ly ha, dịu dàng như ca sĩ Tô Mi và hiểu chuyện như ca sĩ Mỹ Tâm. Trời đất ơi. Em thôi. Đâu mà ra con người tới. Không, đó là người tình lý tưởng. Khó lắm em. Không, em ý em là dịu dàng là được. Đúng rồi. Bây giờ nè, em cứ lúc nào cũng nghĩ Mỹ Tâm, Cẩm Ly rồi Tố Mi, Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Tố Mi hoài. Trời ơi, bữa nào em nghĩ Ngọc Lan giùm anh cái coi. Chị Ngọc Lan cũng rất là dịu dàng mà. Ngọc Lan là số 1 luôn á nha. Anh nói ông dễ thương. Rồi chị lường. Tao lường mình ghê quá. Cái đó là cái mình mơ ước nhưng mà cũng vừa vừa thôi ha. Dạ. Rồi, em gái đi với ai vậy? À, dạ, hôm nay em đi một mình thôi. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan lo ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. À, có mẹ ngồi đây hả? Hàng chị nãy giờ thấy mẹ cười tủm tỉm hoài. Cô ơi, cô nhìn con dâu tương lai của mình á, cô thấy cô gái này có hợp với con trai của mình không? Cô thấy cháu dễ thương, hiền lành, vui vẻ. Thì thôi, cô đến đây thì cũng muốn tìm bạn cho con cô. Thì cháu mà nhìn con cô mà thấy có cảm tình gì thì cô cũng mong hai đứa cho nhau một cơ hội. Tìm tới nhanh hơn, tiến tới hôn nhân cũng được. Trời ơi, cô mong có dâu lắm rồi hả cô? Thật ra là em thấy không, cô gương mặt rất là phúc hậu luôn. Con trai y chang vậy luôn đó. Về làm dâu được nhà này khỏe lắm đó không? Dạ. Rồi yên tâm. Được rồi, thôi giờ mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Dạ. Để xem coi có một chút gì của Cẩm Ly hay là Mỹ Tâm hay Tú Mi hay Ngọc Lan gì không nha. Mở rào. Tiến tới. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, em có một món quà. Dạ em hy vọng là anh sẽ thích. Nói nghe. Làm thơ liền luôn, có thơ gì không? Dạ có. Anh có chuẩn bị một lá thư tình đầu tiên. Dạ. Tối hôm qua anh cũng vừa mới viết. Hy vọng là em đọc nó bây giờ và tâm tư tình cảm của anh là anh dành cho bức thư này. Dạ vâng ạ. Dạ em sẽ đọc cho mọi người cùng nghe ạ. Đưa tay anh búp cọng ngò, thương em đứt ruột anh vò nát thơm. Nếu lòng em có mến thương, xin em nhấn nút mở đường tình duyên. Trai thanh lịch gái thuyền quyên, ước gì ta được niên chuyên vợ chồng. Những mong có chén rượu nồng, cùng nhau uống cạn trong lòng thủy chung. Được không em gái? Em thấy khá hay ạ. Thì lúc nãy anh có nghe em là giáo viên piano thì nói chung là anh cũng rất thích âm nhạc và về bề ngoài thì anh thấy em rất là xinh gái và anh có lòng mến mộ một chút. Thứ hai là cái nghề nghiệp của em là về giáo viên dạy piano thì anh cũng rất là ưng bụng. Lần đầu tiên gặp anh thì em có cảm nhận như nào? Thật ra mà lúc mà nhìn thấy anh á thì em cảm thấy anh cũng là một con người dễ mến. Có vẻ là anh là người sống tình cảm. Thế em nghĩ thế ạ. Về ngoại hình thì em thấy cũng ok. Cảm ơn em. Dạ. Nếu mình quen nhau thì
một tháng anh sẽ sắp xếp vô thăm em một lần, như vậy em có thấy hợp lý không? Anh đúng rồi, anh từ Gia Lai về đây thăm em. Được ạ. Anh khá là nghiêm túc trong tình yêu và đây cũng là mối tình đầu của anh luôn. Cho nên là anh cũng muốn em là tình cuối của anh. Và nếu được thì mình tìm hiểu nhau khoảng 6 tháng đến 1 năm thì lập gia đình, thì em thấy thời gian đó có phù hợp không? Dạ được ạ, không thành vấn đề. Mình gặp nhau ở chương trình thì cũng là một cái duyên, thì anh mong muốn là nếu như anh đạt chuẩn theo yêu cầu của em thì anh rất hy vọng là em sẽ ấn nút và cho anh một cơ hội để mà mình tìm hiểu. Dạ, em hiểu. Bây giờ nè, mỗi bên sẽ nói một chút xíu về quan điểm về gia đình hôn nhân thế nào đi, rồi tiền bạc về ai giữ. Ví dụ như là sau này hai bọn mình lập gia đình thì anh cũng mong muốn là sẽ trích một phần tiền lương của anh để mà biếu cha mẹ. Yeah. Thì ví dụ như là lương anh 20 triệu thì anh sẽ biếu cha mẹ khoảng 4 triệu. Anh giữ lại khoảng 1 triệu để lâu lâu bạn bè cà phê. Còn phần còn lại thì anh sẽ đưa cho em. Tại vì anh cũng không giỏi lắm trong việc quản lý tiền bạc. Dạ, yeah, rồi em hiểu ạ. Tính rất là rõ ràng luôn. Dạ. Yeah. Em cũng thấy người... Anh thấy được không? Dạ, yeah, được ạ. Anh thấy chàng trai này tuy là chưa có người yêu lần nào nha, nhưng mà tính toán rất là kỹ và nói câu nào chắc câu đó luôn đó. Dạ. Bây giờ về đi, tới đây. Để tay vào đây. Anh là lạnh quá. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Cảm giác nãy giờ mình nói chuyện cô ấy, mình thấy cô ấy thế nào, có hợp với mình không? Mình mong muốn gì mình nói cô ấy đi. Anh thì gặp em là lần đầu tiên, nhưng mà anh cảm thấy rất là ưng ý. Và anh hy vọng là em cũng cho anh một cơ hội để mình đến với nhau. Dạ, dạ. Ok, mình về chỗ đi các bạn. Các bạn có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại xem con tim mình có rung động trước đối phương này chưa. Nếu có, chúng ta cho cơ hội. Nếu không, chúng ta để cơ hội cho người khác. Đừng làm mất thời gian của nhau nha. Rồi, để tay vào nút bấm. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng em trai. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi các bạn. Đây là cái nắm tay thực sự, thời gian đầu tiên hẹn hò với một người đàn ông. Về ngoại hình thì ok, tính cách thì em chưa biết. Em thấy thật thà. Bớt rườm rà lại là ok. Bớt gì? Bớt rườm rà. Ta luật sư ta nói thế nào nó cũng phải đi tới nơi tới chốn. Nó là cái bệnh nghề nghiệp. Nãy giờ em chưa thấy tới nơi tới chốn luôn. Dạ, thế là tiêu chí nó như một cái biểu đồ vậy ha. Biểu đồ hành cây á. Ít tiêu chí thì có 2 thôi, còn nhiều thì mình triển khai ra. Ví dụ được 1-2 cái thì cũng ok. Ừ. Dạ. Dạ, okay. Em đưa ra nhiều tiêu chí để mà chương trình chọn lựa người bạn cho dễ, chọn lựa người bạn phù hợp với không, em. Chị thích, chị biết ai sao, dạ. Chứ chị rất là thích, chi tiết rõ ràng vậy là chị thích. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em là anh Hồng. Một vợ hai con. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ và các khán giả trường quay. Mình là Nguyễn Tấn Hồng, đồng nghiệp với bạn Hiếu được khoảng tầm 4 năm rồi. Thì coi như cũng vào công ty thì quen với Hiếu từ lúc đó đến giờ luôn. Thì thực ra là mình thấy là cái tiêu chí của bạn nữ thì Hiếu là đáp ứng được cũng gần như là đủ. Cũng là một người trầm tính, cũng là một người phù hợp với công việc nghiên cứu và tư vấn. Tiêu chí thì bạn ấy chắc là trong chương trình này hồi hộp quá thôi, chứ mình thật ra thấy Hiếu cũng rất là hiền, trung thực và cũng là một người có chí cầu tiến trong công việc. Và mình thấy là quan hệ của mình đi tư vấn thì mình thấy nghề nghiệp của hai bạn là rất phù hợp với nhau. Một bên là nhân sự, hành chính, một bên là luật sư thì cũng rất là hợp. Cái thứ hai nữa là cái khoảng cách, hai người đều ở cùng thành phố Thủ Đức và đó cũng là một cái lợi thế. Còn về mặt ngoại hình thì mình thấy cả hai đều rất là được. Anh Quyền Linh có thấy vậy không? Đúng. Dạ. Yeah. Rồi, chúc hai bạn thành công. Anh chính nhân sự ta soi lắm đó nha. Không phải giỡn đâu nha. Tôi đã soi đó chứ hành tính soi gì lắm á.
Thôi, cho hai bạn gặp mặt đi nha. Mở ra. Có món quà muốn tặng anh ạ? Dạ, nhưng lần đầu gặp mặt anh cũng có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. À, dạ. Dạ. Em còn một cái thiệp. Cái này là cũng là một bài hát. Dạ. Anh có muốn em hát cho anh nghe luôn không ạ? Thì em cũng hơi run nên hát thì không có được hay như anh. Có gì anh nghe xong. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc studio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nó. Đấy. Chị em đúng không? Dạ. Mà tới cho bà Hiếu hát. Mình xin tặng mọi người bạn. Dạ dạ. Giờ hát nguyên tặng cho bạn gái của bạn. Yêu nha. Dạ. Mùa đông sang giá buốt, những cơn mưa vẫn tuôn. Cầm bàn tay hôn lên đôi bờ môi, nhẹ nhàng xua tan giá lạnh. Mang trong tim tình yêu anh sẽ trao em ơi người ơi. Baby I want say I love you. Dành cho em tất cả những điều thật lớn lao. Ngọt ngào xin em hãy bình yên và hạnh phúc khi có anh. Dẫu biết đường đời nhiều gian khó, nắm tay ta chung nhịp bước đi. Dù ngày mai ra sao, mãi yêu mình em. Người ơi xin chớ u sầu, tình chúng ta sẽ không phai màu. Hãy để anh luôn là người đem đến bên em bao nụ cười. Vì khi em vui là lúc anh cũng không buồn đau. Em là cuộc đời, là cả thế giới của anh. Và sâu trong trái tim này, ngàn tiếng yêu vẫn luôn dâng đầy. Dành chào cho em ơi người, dẫu cho thế gian đổi rời. Just only for you, and I miss you baby. Say you my mình em mà thôi. Em chào anh Hiếu ạ. Dạ. À, em sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ em sinh năm 97 ạ. Còn 7 dạ. Em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Thủ Đức. Dạ. Hồi nãy lúc nãy em có nghe nói là anh làm ở phường Bình Chiểu đúng không ạ? Phường Hiệp Bình Phước. Hiệp Bình Phước. À, em làm phường nào? Em làm ở phường Bình Chiểu nhưng mà em sống ở phường Hiệp Bình Phước. Không biết em có tiện nói cái địa chỉ, cái đường nữa. À, lát nữa thì em sẽ cho anh địa chỉ luôn. À. Cái bài hát này là bài gì đấy? Dạ, bài này là bài Cầu Hôn của Văn Mai Hương ạ. Cầu Hôn của Văn Mai Hương? Dạ. Dạ. Nhưng mà cái này là bài hát của Nam hát đúng không? Ui, vô đó thì tình yêu đó bài hát. Vô tình yêu mình thôi gái đi. Yeah. Bây giờ hẹn hò sau nè. Gặp ít lần. Ngồi phân tích bài hát tới sáng luôn à. Ủa dữ lắm rồi. Vô em. Vô này luôn. Tỉnh táo nè.
Công việc của em là làm giờ hành chính à? Dạ em làm về nhân sự ạ. Đấy là làm giờ hành chính à? Làm, dạ đúng rồi, em làm giờ hành chính ạ. Dạ thì trong buổi tối thì em thường rảnh không hay là có việc? Dạ thường thì buổi tối em cũng có thời gian cũng rảnh ạ. Dạ. Công việc của anh cũng làm giờ hành chính đúng không ạ? Anh có hay tăng ca không ạ? Công ty mình thì ít tăng ca. Thường thì buổi tối anh làm gì? Buổi tối thì anh xem phim, chơi game. Anh có nghiện chơi game không? Không. Không. Thì lúc nào anh lâu 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 mới chơi thôi. Đừng có. Em có chơi game không? Dạ không ạ. Không à. Em thấy mấy bạn chơi game thì hay chơi game rồi bỏ bê người yêu lắm. Anh không biết anh có vào cái trường hợp đó không ạ? Không. Anh thời gian rảnh mà có người yêu thì anh đi với người yêu thôi chứ không có chơi game đâu. Nào giờ cờ rớt người ta không à. Đơn phương ta 10 người là mình đâu có người yêu đâu mà kêu dành thời gian cho người yêu. Thì cũng có. Bạn gái tôi thấy dễ tán không? Anh nhắm là anh có tán được em không ạ? Tán được. Tán được. Dạ. Tán được sao đâu, tán sao đâu. Thể hiện coi. Chứ nói ai nói được, bây giờ tán sao thể hiện coi. Sấn tới, nói cái gì, hỏi cái gì, muốn cái gì, bàn tương lai sao đó. Nó tán đó, tán đi. Anh nắm tay em được không? Dạ không. Anh cho em hỏi xíu là trong chuyện tình cảm thì anh có là một người kiên trì hay không? Ví dụ như là anh tán em nhưng mà đến hiện tại thì em chưa, hiện tại thì mình cũng mới gặp mặt thì chưa có tình cảm, thì mình cũng cần có thời gian để tìm hiểu, thì anh có là người dễ bỏ cuộc hay không ạ? Tại vì em lúc nãy anh có chia sẻ là anh cũng có đơn phương nhiều mối tình nhưng mà không có đến được á. Em cũng thì không, những mối tình anh đơn phương thì gần như là mình không có nói chuyện, mình không có biết được cái quan điểm của người ta đối với mình thì họ có chấp nhận để cho mình có thể tiến tới hay không. Nếu mà em xác định là cho anh một cơ hội thì anh sẽ kiên trì đến cùng đó. Thì anh chỉ dừng lại khi mà em xác định là không muốn anh tiến tới nữa thôi. Dạ. Em có sở thích gì không? Dạ em thì thôi cho em hỏi anh là anh có sở thích gì được không? Anh nói trước đi. Anh sở thích hả? Dạ. Anh sở thích thì ca hát. Dạ. Ngoài ra anh cũng có chơi thể thao, tập gym, chạy bộ. Dạ. Như là cũng anh có thích đi dạo phố không ạ? À? Phố hả? Dạ. Là thích đi chơi. Dạ. Nhưng mà thích đi chơi với bạn bè thôi chứ không thích đi một mình, tại mình cũng ít bạn à. Dạ. Thì nếu mà có cơ hội thì em cũng muốn là mình cũng sẽ được đi dạo phố với nhau. Dạ. Anh rất là vui nếu được đi dạo phố nha. Dạ. Tối nay thì em có đồng ý đi. Dạ. Đi thì chứ em hẹn anh một ngày khác. Đi dạo vòng khu chế xuất cũng được. Anh em có ngại thay mình nắm tay đi dạo từ đây về thành phố Thủ Đức không? Đi dạo đó thì xa. Cho em hỏi là hiện tại thì anh sống ở đâu ạ? Tại anh sống ở Thủ Đức luôn, ở phường Hiệp Bình Phước luôn. Anh cũng ở Hiệp Bình Phước à? À. Dạ.
Vậy thì nhiều khi mình là hàng xóm nhưng mà không biết. Hàng xóm hả? À đúng rồi, anh ở kiểu tòa nhà giống chung cư thì dạ, cũng có nhiều phòng anh không biết. Dạ. Nếu mà gần nhau thì quá tốt rồi, dễ gặp gỡ và trao đổi với nhau nhiều hơn. Dạ. À. Nếu như mà em ở xa thì anh có ngại đến chỗ của em hay không? Tại vì hiện tại là đang ở gần. Ở xa thì em nghĩ là em sẽ ở đâu? Ở xa là ở đâu? Ở trong thành phố chẳng hạn. Trong thành phố thì anh đi được. Dạ. Dạ. Ví dụ ở xa thôi thì em có đi. Ví dụ như là em về Đồng Nai thì sao? Về Đồng Nai thì em phải có một tín hiệu gì đó. Anh thấy là em có khả năng chấp nhận anh thì anh sẵn sàng đi. Dạ. Em phải chủ động chứ, chàng trai. Bây giờ cô ấy ở đâu đi chăng nữa thì em cũng phải là người chủ động tới. Bởi vì lúc nãy cô ấy hỏi em là em có dễ bỏ cuộc hay không đó. Tôi bắt đầu giận rồi. Em phải chủ động, em là đàn ông, em phải là người chủ động. Cho dù là cô ấy ở chỗ nào đi chăng nữa mà cô ấy muốn thì em cũng phải tới, mà em phải tới thì em mới biết là người ta có chấp nhận hay không chứ, đúng không? Ta chưa bao giờ yêu, ta không có kinh nghiệm. Dạ. Thì em không có kinh nghiệm tình yêu á. Chưa có kinh nghiệm, thấy không? Bấm nút đi anh chỉ cho. Dễ lắm rồi hả? Bên kia tư vấn luật chứ anh tư vấn cái tình yêu. Dạ. Không? Tình yêu nó không đúng theo luật đâu. Nó không theo điều nào, điểm nào hết trơn á, mà nó theo điều lệ của con tim. Dạ. Mà cái này thì anh rành lắm, theo kia luật không nổi đâu, theo anh thì chỉ cho. Đúng rồi, giống môi trường của đúng em rồi, nó không giống nó môi trường phải là A là A, B là B, mà nó là nói rồi tội nghiệp cô ấy. Thật ra cô ấy chưa yêu lần nào ha. Thực ra là cái bản chất của em hiền lành, nói nó cũng chưa gãy gọn lắm, nó lòng vòng hồi nó lạc đường luôn. Thành ra đôi khi trong tình yêu á, thấy người khác ngồi trước mặt mình cũng hơi rung, nói lòng vòng nó cũng chưa vô, nãy giờ vô mới một hai điểm thôi. Khoảng theo khoảng 5 điều 6 nghị quyết nghị định 65 gì đó ha, còn nó chưa vô tới. Bây giờ nè, anh nói thật nha. Em thấy người đối diện này có cảm tình, mình có cảm tình được cô ấy không? Dạ có. Có cảm tình. Em thích cô ấy vì điều gì? Da trắng. Ừ, da trắng. Giống như mình muốn đúng không? Dạ. Ừ. Mặt sáng, tóc có nhuộm màu. Có nhuộm màu. Về cái cách sống của cô ấy nãy giờ cô ấy chia sẻ thì em có thích không? Thích. 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 Vậy là được rồi. Có thích. Lần này không có đơn phương nữa. Mà mình mạnh dạn mình nói ra nãy giờ tức là mình hết không còn đơn phương nữa đó. Ha, quan trọng là cô ấy có đồng ý hay không thôi. Thật ra tôi nói nghe đây là một người phải nói rất là hiền lành, chất phác. Chưa bao giờ yêu, người ta vụng về trong tình yêu thôi. Một luật sư mà nhưng vụng về trong tình yêu, về luật người ta rất là rành, nhưng mà về tình yêu chắc có lẽ chưa bao giờ biết. Mình cũng thông cảm. Chính những người này mới là những người có thể mình không lo lắng về lăng nhăng, không lo lắng cô này cô kia, mà chỉ có tập trung vào một người thôi. Yêu một người yêu còn không xong nữa thì làm sao mà yêu hai ba người em? Dạ. Chưa bao giờ yêu ai cả. Hôm nay có lẽ là nếu như mà mình thấy cảm giác đây có thể cùng mình nắm tay đi trên những con đường vào tối thứ bảy chủ nhật á, thì cũng nên cho anh ấy cơ hội. Dạ. Ha. Ra nãy giờ chú tập chơi thôi chứ con người này dễ thương lắm. Dạ. Ha. Dạ. Hai bạn này đều hiền với nhau. Hiền. Con này khó hơn. Thì tại vì cô này thì sao ta? Cô này là cứng hơn đó. Đó đúng rồi. Bản lĩnh hơn đúng đó. Đúng rồi. Chứ không có đơn giản anh như cô này đâu. Đây ngô lắm. Đừng bắt bẻ tình yêu anh ấy. Mà hãy nhìn vào trái tim trong sáng của anh ấy trong tình yêu. Nha cái, cô bé. Cái gì mà anh chưa hiểu hoặc là chưa làm được điều mà em mong muốn thì em phải nói. Phải nói. Em phải nói cái điều em mong muốn cho bạn ấy biết nha. Và chú rằng nghĩ rằng là với cái tình cảm mà anh dành cho mình á, mình nói gì ảnh sẽ làm theo điều đó thôi. Chỉ có nói sai là nó không làm thôi. Với lại cái kinh nghiệm của chị Lan thấy rằng là trong tình yêu á, và trong bất kể cái mối quan hệ nào cũng vậy, chúng ta đừng bắt đối phương phải đoán cái suy nghĩ của mình.
đó là cái điều không tốt và không đúng với đối phương của mình. Anh đoán được đâu. Nên muốn cái gì thì nói. Tình yêu bây giờ nè, không phải là tình yêu đơn phương nữa. Nào, đến đây. À, hãy mạnh dạn lên. Không có đơn phương nữa. Nói thật lòng của mình, cứ nói hết đi. Mong muốn điều gì cô gái này? Thấy cô gái này sao? Mạnh dạn lên nào. Anh thấy em rất là xinh, dễ thương. Và cũng công việc thì cũng phù hợp với anh. Thì anh cũng muốn em cho anh một cơ hội để chúng ta tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Đúng. Đó. Đó mới là tình yêu không đơn phương đó. Thích bạn này ở một chỗ, bạn này nói chuyện và bạn này luôn nhìn thẳng vào mắt cô gái. Bạn này không nhìn đi đâu hết. Người ta nói bằng sự chân thành, nói bằng đúng rồi. Bằng cái sự suy nghĩ từ đáy lòng của mình đó. Nói bằng cả trái tim của mình đó. Cái gái. Dạ. Hả? Dạ. Rồi. Thôi mình trở về chỗ cũ đi. À, những gì chàng trai đã nói bên nhà gái đã nghe rồi. Quyết định là quen bấm nút hay không là quyền của mỗi chúng ta. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nói lòng vòng không qua nói thiệt. Bây giờ là cái tính của em hơi lòng vòng, nó rườm rà lắm. Yêu là nói là yêu, thương là nói là thương. Dứt khoát cho anh, nhớ bắt đầu từ ngày hôm nay, dứt khoát vô thẳng vấn đề luôn. Cãi tòa cũng vậy, ta có thời gian nói lòng vòng là chị kiểm sát bác luôn. Đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi đó là khuyết điểm của em đó. Điểm đó. Em nói lòng vòng là bị khuyết điểm khuyết đó. Khuyết điểm đó nha. Phụ nữ cố gắng là ông anh bạn này nè, bổ. Mỗi lần người ta lòng vòng thì nhớ kéo người ta về nha. Nha anh trai nha. Dạ. Hãy cho anh ấy cơ hội. Dạ. Anh ấy sẽ chứng minh được anh ấy là người chồng lý tưởng, một người yêu tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Dạ. Em okay. Cũng mong là như vậy à. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho hai bạn. Cái gì có chưa tôi bán. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Đây là quạt Toshiba. Đây kia là quạt mỗi khi trời nóng. Quạt nó sẽ mát, ống quạt nó cũng mát như vừa. Lúc này là quốc nha. Trong được thì phải nói như là
giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.